Ôi trời ơi, bản cập nhật sinh tồn mới của Mini World hay dữ vậy ta. Trời ơi mấy bạn ơi, mình nghe nói là hôm nay Mini World mới ra một cái bản cập nhật sinh tồn mới rất là hay luôn. Bạn nào gọi là đã chơi bản cập nhật rồi nhớ bình luận lại cho Phong biết nha. Ôi trời, bây giờ Phong phải ra ngoài tiệm net để Phong rủ mấy người bạn của Phong gọi là chơi sinh tồn Mini World mới được. Ok. Trời ơi, phải nhanh lên. Hình như bọn nó đang đợi mình ngoài đó hay phải. Nhanh lên thôi. Ôi, dây lui, tôi nói nè. Cái gì? Trời ơi, đây. Có chuyện gì nhanh lên. Trời ơi, bạn tôi đang đợi tôi ngoài tiệm net, tôi còn ra ngoài đó tôi chơi net nữa. Nè, em không phải gì không? Đợi trên bàn nè. Đó, quá trời đây. Đồ ăn luôn. Cái gì mà sushi, pizza, rồi bánh mì, rồi có gì mà bánh canh cua 200k gì đây. Ủa bà mới mua hả? Trời ơi, tôi nấu cho ăn đi. Ăn đi kẹo nguội. Ôi, sao hôm nay bà nấu nhiều đồ ăn ngon quá vậy? Ghê không? Ôi, vậy mà thôi, hôm nay tôi không ăn đâu, tôi bận rồi. Ủa gì kỳ vậy? Trời ơi, em quá đáng vừa tôi nha. Sáng dậy tôi dậy lúc 5 giờ sáng, trời tôi mua quá trời đồ tôi nấu cho ông ăn, bây giờ ông ăn là sao vậy? Trời ơi, trời, bà không biết gì hết trơn á. Tôi đang gọi là ra ngoài tiệm net, bạn tôi đang đợi tôi ngoài đó để ra ngoài đó chơi game cùng với nhau. Bây giờ bà nấu mấy cái món này ngon á thì bà ăn mình đi. Trời ơi, mệt quá. Thử luôn á, tôi đi đây. Gì kỳ vậy? Đúng là đồ quá đáng. Rõ ràng lúc trước nói mình thích ăn bánh canh cua, pizza, sushi đồ. Sáng dậy lúc 5 giờ sáng chạy ra siêu thị mua quá trời đồ luôn. Nấu quá trời đồ ăn, không chả thêm ăn. Phòng ấy thương mình rồi sao ấy. Ôi trời ơi là trời, chán ghê các bạn ơi. Ra ngoài gọi là tiệm net chơi được chút xíu mà hết tiền rồi giờ phải về, buồn ơi là buồn luôn á. Thôi mà không sao, dù gì mình cũng đang đói bụng mà, thôi về nhà kiếm gì đó ăn cũng được. Hoài Sam ơi, đồ ăn đâu hết rồi ta? Ủa tính ra sáng nay mà thấy quá trời đồ ăn luôn mà sao giờ không còn miếng nào vậy? Hay là bà Sam bà ăn hết ta? Trời trời, cái bà này bà con gái bà ăn cái gì mà ăn nhiều dữ vậy, giờ hết sạch đồ ăn luôn rồi. Sam ơi, để mình lên trên phòng mình kiếm bà coi. Sam ơi, Sam. Quay Sam. Ủa cái gì vậy? Sao mà đồ ăn của tôi bên dưới đó hết trơn rồi? Ai mà biết được. Gì vậy, đồ ăn của ông? Ủa? Rõ ràng sáng nay tôi cho ông ăn sao ông không ăn hả? Ủa sáng nay tôi bận đi chơi game thì tôi không ăn thôi, mà đồ ăn đâu hết trơn rồi, tôi nhớ nhiều lắm mà. Đồ ăn tôi cho hồi chị em tôi ăn hết rồi. Cái gì? Có gì mà ăn đâu. Cái gì? Trời. Cái bà này bà nghĩ sao vậy hả? Trời ơi, đồ ăn của tôi bà đem bà cho hồi chị em là sao? Rõ ràng là ông là người quá đáng với tôi chứ á. Nghĩ sao vậy? Ủa kỳ quá ha, tính ra cái bà này bà thôi mệt quá, thôi tôi không cãi lộn với bà nữa. Bây giờ bà xuống, bà ra ngoài siêu thị bà mua đồ ăn mới tôi đi, nhanh lên. Nani? Không bao giờ ông lo, bà tự đi mua đồ ăn đi. Đồ đáng à, cái bà đi chú lão hả? Ôi trời, cái gì vậy? Ôi trời, hóa ra chỉ là mơ thôi à. Ôi trời mấy bạn ơi, hồi nãy mình nằm mơ thấy một giấc mơ mình cãi nhau với Sammy các bạn ơi. Hóa ra chỉ là mơ thôi sao? Ôi trời, may quá. Thôi, mình xuống dưới kiếm coi có đồ gì ăn không? Không biết Sam có nấu đồ ăn sáng cho mình không ta? Hey. Ê Sam ơi, bà có nấu đồ ăn sáng cho tôi không vậy? Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Cái gì vậy ông nội? Ủa? Sao hồi chị tôi đòi ông hỏi mà sao ông không nấu đồ ăn sáng cho tôi vậy? Ủa cái gì? Ủa Sam ơi, sao hôm nay tiện bà đồ của bà đâu bà không mặc, bà lấy bộ đồ tôi bà mặc là sao? Mày bị điên à? Cái gì kỳ vậy? Đây đồ tôi mặc hàng ngày mà. What? Gì? Ủa? Đâu mà ra mà đồ gì đồ tôi đúng không? Tào lao, tào lao, cái này là đồ của con trai mà tiên bà cái này là đồ con trai là cái lại cái bộ này màu xanh nè, là bộ này là bộ của tôi nè. Bà lấy đồ của tôi bà mặc đúng không? Trả tôi coi. Gì kỳ vậy? Tôi là con trai, tôi mặc đồ con trai bình thường, mà ông đồ ông là con gái không mặc đồ con gái kìa. Ủa? Gì vậy? Cái gì mà con trai con gái? Ủa cái gì vậy? Trời, mấy bạn ơi, tại sao mình lại mặc bộ đồ của Sammy? Ủa cái gì kỳ vậy? Sam ơi, à, hình như là bà lấy nhầm đồ của tôi đúng không? Còn tôi lấy nhầm đồ của bà đúng không? Chứ trời đất ơi. Kỳ vậy? Sáng sao ông mở sáng đi nấu đồ ăn cho tôi nhanh lên, tôi đợi lâu lắm rồi nè, con gái đâu mà đi sáng sớm ngủ chưa trời thật, bây giờ mới dậy hả? Trời đất. Gì mà con gái? Ủa tôi là con trai mà. Ủa mấy bạn ơi. Ủa hay là do mình từ trước giờ mình bị nhầm giới tính của mình ta? Không đúng. Mình là con trai, mình nhất định là con trai mà chứ không phải là con gái đâu. Ủa kìa. Ê Sam ơi, tôi là con trai mà bà nói gì vậy? Mày bị điên à? Gì vậy trời, ông bị mớ sạn, ông là con gái, mặc váy là con gái kìa. Trời đất ơi, còn muốn nói gì nữa? Ủa, trời mấy bạn ơi, hay là do thế giới bị đảo ngược, bây giờ con trai biến thành con gái biến thành con trai ta. Ủa kỳ vậy, kỳ vậy. Nhưng mà ngoài kia nó ăn cho tôi nha, lên. Ê, 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 ê,
hồi lâu quá à. Rồi được rồi, để tôi đi nấu đồ ăn cho. Trời, mấy bạn ơi, chết rồi. Bây giờ nấu đồ ăn sao ta? Mình đâu có biết nấu đồ ăn đâu trời. Thôi bây giờ ok rồi, hôm nay bà muốn ăn gì nè? Bây giờ tôi thèm cáp xe quá, bây giờ ông đi mua cáp xe tôi ăn đi. Cáp xe hả? Rồi ok rồi, để tôi đi mua cho. Từ từ, lưu lại. Như tôi nhớ là cáp xe hôm nay đóng cửa rồi. Thôi bây giờ ông nấu cáp xe tôi ăn đi, được không? Gà chiên, quên. Cáp xe hôm nay đóng cửa thì làm sao mà tôi mua cho bà được? Cái lại tôi đâu có biết làm cáp xe đâu. Cái gì vậy? Ông là con gái, con lứa mà không biết nấu ăn hả? Trời đất ơi, nhục dễ sợ chờ. Đi nấu ăn cho tôi ăn đi, khổ ghê à. Nhát dân dễ sợ, đi nấu đi. Ok. Rồi, mình đi ngay. Trời, mấy bạn ơi. Chẳng lẽ là từ trước giờ mình lúc nào cũng đối xử với Sammy như vậy hay sao mà hôm nay mình thấy Sammy gọi là có vẻ gọi là cục xúc quá bạn ơi. Trời, có khi nào trước giờ mình cũng đối xử với Sam vậy không ta? Thôi chắc không phải đâu. Hy vọng cái này chỉ là giấc mơ, cái này chỉ là giấc mơ thôi. Không có thật. Ai, nhưng mà chết rồi, bây giờ Sam đòi ăn cáp xê hả? Giờ đâu cáp xê ta? À đây. Ui, có cái chuồng gà nè. Ui, có quá trời gà luôn. Ủa, hình như là cái này là gà của anh Mr. Dịch thì phải, để mình vô mình xin coi được không ta? Từ từ. Ủa, ông đi đâu mất tiêu rồi. Vậy thôi, mình xin đỡ vài con, mình nấu cho Sam ăn rồi có gì tí nữa mình về mình trả tiền cho ổng sau. Ê trời, nói chung á là bây giờ mặc dù là mình đã bị gọi là biến thành gọi là cơ thể của con gái rồi, nhưng mà không sao cả, mình vẫn là con trai. Trong tâm trí của mình vẫn là con trai. Trời ơi, mấy con gà này thì làm sao mà gọi là có thể đấu lại với mình được. Quê, mấy con gà kia, bây giờ tao sẽ làm thịt mày để cho Sammy yêu dấu của tao ăn nè. Bây giờ tao sẽ chọn một con nha. Thôi, làm thịt hết luôn. Tụi mày chết tụi mày với tao. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy con gà nó dí mình mấy bạn ơi. Trời là trời, cứu tôi với. Sam ơi, cứu tôi với. Trời mấy bạn ơi, trời là trời. Sao kỳ vậy ta? Bình thường mình đâu có sợ mấy con gà này đâu. Sao tự nhiên hôm nay nhìn bọn nó đáng sợ quá, nó còn đuổi theo mình nữa nè bạn ơi. Trời ơi, chết mình rồi. Chạy đường nào vậy trời? Ôi trời, có chỗ nào không? Ôi mà khoan, hình như mấy con gà này nó ăn nhiều quá, nó bị béo phì rồi bạn ơi. Chạy chậm quá. Ok. Thôi bây giờ mình kiếm chỗ mình trốn. Đây, bên đây. Chạy qua đây. Trời ơi, đáng sợ quá. Trời, mấy bạn ơi, không hiểu sao tự nhiên hôm nay mấy con gà nó hung dữ người ta. Ủa, hay là do mình biến thành con gái rồi cho nên bây giờ mình bị sợ mấy con gà này ta? Trời ơi là trời. Không ngờ là bây giờ mình biến thành con gái rồi á, sức khỏe của mình yếu ghê luôn á. Có mấy con gà mình cũng bắt không được á, chứ ngày xưa mình còn là con trai ha, mình bẻ cổ nó cái một luôn á trời. Là con gái khổ ghê luôn á. Trời, giờ làm cách nào để trở lại thành con trai bình thường đây? Tôi không muốn làm con gái đâu. Trời. Nhưng mà khoan, bây giờ mà mình không nấu cho Sam ăn là Sam chửi mình chết luôn á. Thôi, chấp nhận thôi. Tụi mày chết tụi mày với tao. Trời ơi, là trời, mệt quá. Ây, trời mấy bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng giết được vài con gà rồi. Bây giờ mình đã có đùi gà để về nấu cho Sam rồi. Đau quá trời, nó mổ vô mông mình đau muốn chết luôn các bạn ơi. Ê Sam ơi, tôi có được đùi gà nè. Ê Sam ơi. Ui, gì vậy? Trời ơi, bà kêu tôi đi nấu ăn cho bà ăn. Bây giờ bà nằm đó, bà ngủ là sao hả? Có chuyện gì vậy bây giờ? Giờ tôi có đùi gà nè, giờ nấu sao? Trời đất ơi, lấy mấy cái đùi gà tôi mà ông làm cả sáng giờ vậy phải không? Trời đất ơi, đói chết rồi, bây giờ tôi hết đói rồi nè. Thôi ghê, mới cái chuyện nấu đồ ăn sáng á tôi mà ông không làm không được. Ủa? Là ăn gái lứa. Cái bà này kỳ quá à. Từ sáng giờ bà biết không, tôi phải ra ngoài đó ha, xong tôi phải quýnh lộn với mấy con gà luôn á. Bọn nó hung dữ lắm, mà nó dí tôi, nó mổ quá trời luôn. Tôi khó khăn lắm mới kiếm được đùi gà cho bà, giờ bà còn trách tôi nữa. Ngu thì chết chứ bệnh hoạn gì. Tôi không biết, mà cái chuyện bếp núc là của con gái tôi không quan tâm. Thôi bây giờ tôi đi chơi đâu, ở nhà ông dọn dẹp đi. Ê, đúng là cái bà này sợ à. Quay. Tôi nói bà nghe nè, cái nhà này là nhà của tôi với bà phải phụ tôi dọn dẹp chứ. Quay. Đi mất tiêu luôn rồi. Trời ơi là trời. Hóa ra làm con gái khổ như vậy luôn hả trời. Vậy là từ trước tới giờ mình lúc nào cũng gọi là trách Sam hết nè. Hóa ra Sam ở nhà dọn dẹp nhà nấu ăn cái kiểu khổ ơi là khổ luôn, mà mình lúc nào cũng có đi chơi game cái kiểu mình không lo cho Sam gì hết trơn á. Mệt ghê trời. Thôi đem cái đống đùi gà này vô nấu ăn mình vậy.
Rồi bỏ trong cái lò nướng nè. Đó, bỏ đây nướng. Thôi lên dọn dẹp phòng thôi chứ giờ biết sao. Later. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đã nấu được một đống đồ ăn ngon luôn rồi đó các bạn ơi. Mấy bạn biết tại sao mình nấu được đồ ăn không? Hồi nãy á, mình mới vừa chạy qua nhà chị Ca Mui, mình nhờ chị Ca Mui dạy cho mình cách nấu ăn. Thì bây giờ mình nấu được quá trời đồ ăn luôn rồi nè. Kỳ này Sam về thế nào Sam cũng sẽ vui ơi là vui. Sam cũng sẽ khen mình cho mà coi. Trời ơi, chơi vui quá trời nè. Ê Sam, Sam ơi, trời ơi, tôi mới nhắc bà là bà xuất hiện liền à. Nè, coi nè, tôi nấu quá trời đồ ăn cho bà luôn nè. À, thế à? Trời ơi, nhiều dữ vậy, nấu gì nhiều dữ vậy? Đúng rồi, trời ơi, tôi biết bà đi chơi về thế nào bà cũng mệt cho nên tôi nấu quá trời đồ ăn cho bà luôn. Ủa trời ơi. Đồ ăn ngon á. Nhưng mà à? Tôi lỡ ăn với bạn em tôi đi chơi rồi, thôi tí tôi ăn nha. Ủa giờ vậy? Giỡn quá không ăn nổi rồi. Ủa vậy tôi chờ bà nguyên một ngày, tôi nấu đồ ăn nguyên một ngày luôn để tôi mong mà bà về bà ăn chung với tôi xong bà đi ăn chung với bạn của bà là sao? Trời đất, lúc đi chơi quá đói quá thì ăn đó luôn mà đồ ăn này tí tối tôi ăn có gì đâu, được không? Thôi bây giờ tôi lên nghỉ nằm nghỉ tí nha. Ê, quay cái bà kia, quay. Ok trời, thế ra mình tốn công tốn sức nấu đồ ăn xong giờ không ăn. Trời trời, vậy giờ phải ăn xong ăn hết cái đống này xong rồi phải đi rửa chén nữa. Trời 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 trời, khổ dữ rồi ta. Ai, mới mệt quá không chịu đâu. Cái đồ quá đáng. Ôi trời trời. Ủa hả? Ủa mấy bạn ơi. Ô, hóa ra chỉ là mơ thôi à. Ô trời. Ủa kỳ ta, sao tự nhiên mình lại nằm mơ trong giấc mơ rồi sau đó mình lại tỉnh dậy xong lại tiếp tục thêm là giấc mơ nữa ta. Ủa kỳ vậy trời. Ủa ôi quen. Hình như là mình trở lại bình thường rồi nè. Mình mặc lại cái bộ đồ của con trai bình thường nè. Ơ, mình biến lại thành con trai rồi. Hóa ra chỉ là giấc mơ thôi à. Trời ơi, mừng quá, trời ơi, mừng quá. Ơi, trời ơi mấy bạn ơi, mình cứ tưởng là suốt cuộc đời này mình sẽ bị biến thành con gái luôn chứ. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Ê, nhưng mà khoan, có khi nào bà Sammy bà vẫn còn là con trai không ta? Ui, sợ quá, thôi mình sẽ xuống mình kiểm tra mới được. Sam ơi. Ui, Sam ơi. Trời ơi, trời. Bà trở thành con gái bình thường rồi nè. Trời ơi, tôi cứ tưởng là tôi chạy xuống tôi thấy bà mặc cái bộ đồ của tôi nữa, tôi với bà thành hai anh em sinh đôi luôn á. Ủa nói gì vậy? Trời ơi, sáng sớm mù mỡ hả? Đây bà, ông vào đây ngồi đi, bà đây ngồi nè, bà đây. Ủa bà gì đây. Ui, sao nhiều đồ ăn ngon quá vậy? Đó, tôi biết hôm qua ông làm rất cực khổ nên tôi đã dậy sớm vì ông nấu ăn cho ông ăn nè, đó để ông đỡ mệt nè. Trời ơi, có gì đâu. Thì nói chung là tôi gọi là phải thức khuya để tôi quay video cho mấy bạn fan xem thì gọi là hơi mệt chứ thôi, nhưng mà đâu có sao đâu. Thôi bà nấu chi nhiều vậy. Trời đất ơi, ăn này mới khỏe chứ. Thôi vào đây ngồi đi nha. Vào đây ngồi. Ok rồi. Rồi, ăn đi nha. Bây giờ tôi lên phòng tôi nấu nước ấm cho ông rửa mặt cho nó tỉnh táo nha. Ok. Buồn ngủ quá. Cảm ơn nha. Trời ơi bạn ơi. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã trở lại bình thường rồi. Tội nghiệp Sam ghê á. Hồi tối hôm qua bạn biết không, mình thức khuya mình quay video cho bạn fan xem, cho nên bà Sam bà thấy vậy, cho nên là sáng nay bà dậy bà nấu một đống đồ ăn cho mình ăn luôn. Trời ơi trời, đúng là không ai thương Phong bằng Sam hết trơn á. Thôi chắc là từ nay mình phải gọi là phụ Sam, gọi là dọn dẹp nhà cửa chứ mới được. Chứ không thôi mình cứ suốt ngày mình chơi game hoài à, không phụ Sam gì hết trơn á. Mấy bạn nhỏ ở nhà cũng nhớ là phải phụ giúp cho ba mẹ mình việc nhà nghe chưa. Đừng có mà gọi là sao ta, ăn xong rồi suốt ngày đi chơi hoài à. Như vậy là ba mẹ sẽ rất là buồn nha các bạn. Đó. Nói chung là trở thành bình thường là được rồi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng cái hành vi của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì mình phải ăn sáng thôi. Trời ơi, quá trời đồ ngon luôn.